Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 15. Các đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung, báo cáo của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, tăng trên 7% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 17 trên 63 tỉnh, thành phố cả nước, đứng thứ 4 trên 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 27%, cải cách hành chính tăng 2 bậc so với năm 2021. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt được như thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chỉ đạt gần 29% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt trên 28%, tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia đạt rất thấp, chỉ đạt 2,3%. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến về bối cảnh và tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó kiến nghị các giải pháp thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2023. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số hạn chế và giải pháp liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác thu chi ngân sách địa phương trong thời gian tới, như nguyên nhân thu ngân sách đạt thấp do phát sinh thuế năm 2023 đạt thấp, việc triển khai các dự án đấu giá đất thuộc ngân sách cấp tỉnh đến nay chưa thực hiện được. Trong việc phát triển đô thị, hiện nay tỷ lệ đô thị hóa tỉnh thấp, khoảng 15%. Đặc biệt, toàn tỉnh còn 3 huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Điện Biên chưa có đô thị. Vì vậy, các địa phương cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương. Triển khai thực hiện nhanh chóng công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án truyền tải điện quốc gia. Phấn đấu từ nay cho đến cuối năm sẽ có 2 nhà máy thủy điện đi vào hoạt động. Các đại biểu đề nghị bổ sung thêm nội dung kiện toàn các chức danh lãnh đạo một số sở ngành, công tác luân chuyển cán bộ. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của người đứng đầu các cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2023, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt tối thiểu 10%. Đồng thời tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo giải ngân theo yêu cầu. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư, tập trung vào các dự án phát triển đô thị, các dự án trồng cây mắc ca, trồng rừng, thủy điện. Đối với chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để hoàn thiện nội dung chương trình hành động, sớm ban hành và tổ chức thực hiện trong quý 3 năm 2023.